Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đồng thời để động viên khích lệ tân binh, Trung đoàn binh đạm đóng tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, đảm nhận huấn luyện các tân binh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo điều kiện cho chính quyền địa phương, gia đình, người thân đến thăm chiến sĩ mới sau hơn 2 tháng huấn luyện. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, càng tạo động lực để chiến sĩ mới thêm nỗ lực học tập, rèn luyện, gắn bó với đơn vị, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ ngày cháu trai nhập ngũ, lần đầu tiên ông Nguyễn Viết Đào ở thị xã Phú Mỹ đến Trung đoàn binh đạm thăm cháu. Vui mừng và cả hãnh diện là tâm trạng của ông Đào khi thấy cháu mình khỏe mạnh, trưởng thành rất nhiều. Cháu vào đây được cơ quan đơn vị tổ chức và huấn luyện cho cháu thì là mọi cái bước trưởng thành của cháu rất hoàn thành, mà thấy cái năng lực, nỗ lực công tác của cháu rất là tốt. Thay mặt gia đình rất cảm ơn đơn vị lãnh đạo đã quan tâm và giúp đỡ cháu để cháu là từng bước hoàn thiện mà cố gắng tốt phục vụ công tác xây dựng cho quân đội. Trung đoàn binh đạm đã tổ chức đón tiếp gia đình quân nhân chú đáo, đồng thời cũng tạo điều kiện cho chiến sĩ gặp gỡ riêng người thân. Thấy tới đây thì thấy 2 tháng nay thì thấy con nó cũng trưởng thành, thì ở xa xui quá cũng thấy đi tới thăm con thì thấy nó trưởng thành thì cũng tốt này kia, sau giờ cũng cảm ơn ở địa phương đây. Rất nhiều cảm xúc của chính quyền địa phương, người thân khi được tận mắt chứng kiến nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của con em mình, cảm nhận được sự trưởng thành vượt bậc của các tân binh sau hơn 2 tháng huấn luyện. Qua 2 tháng huấn luyện của Trung đoàn binh đạm, phải nói rằng khi gặp lại các em trưởng thành lên rất nhiều. Thì với cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ cũng như cái truyền thống của gia đình thì tôi tin chắc rằng trong cái thời gian tới các em sẽ trưởng thành hơn nữa và làm tốt cái nghĩa vụ của người quân nhân trong cái thời bình. Chúng tôi cũng tin chắc rằng là qua cái buổi họp mặt này thì có được cái sự đồng cảm, đặc biệt là đối với thân nhân gia đình chiến sĩ mới hiểu được cái điều kiện sinh hoạt, học tập, huấn luyện tại đơn vị, thông cảm với cái những cái khó khăn, những cái vất vả của cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn binh đạm trong cái công tác huấn luyện chiến sĩ mới, từ đó là có một cái sự động viên con em mình học tập công tác thật tốt trong cái thời gian còn lại trong cái khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023. 236 tân binh sau hơn 2 tháng huấn luyện tại tiểu đoàn 440 Trung đoàn binh đạm ở xã Tam Phước, huyện Long Điền đã dần quen với môi trường quân đội và ngày càng gắn bó với đơn vị, đồng đội. Ngày cuối tuần được gặp người thân, mỗi chiến sĩ thêm phấn chấn, hạnh phúc. Hôm nay gia đình đến thăm em cảm thấy rất là vui. Đây là động lực để em phấn đấu mỗi ngày để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hôm nay được địa phương tạo điều kiện cho em thăm người nhà thì em cảm thấy rất là vui mừng. Thì đó cũng là một cái động lực để cho em hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của đơn vị và những nhiệm vụ trước mắt. Tổ chức cho thân nhân chính quyền địa phương đến thăm động viên chiến sĩ mới vào ngày cuối tuần đã tạo thêm sự kết nối hậu phương, quân đội. Hoạt động này kịp thời động viên, khích lệ các chiến sĩ, cũng là cho các gia đình tân binh thêm yên tâm về con em mình khi nhập ngũ, từ đó nhắc nhở động viên con em nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.